Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện đến thế hay, hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Trước khi vào hồi thứ 244 thì mình sẽ cập nhật tình hình cho cả một tí này. Cái hồi 244 các bạn đang xem đây, nó tương đương với hồi 282 ở hồi gốc. Tức là nó chỉ còn khoảng 158 hồi nữa. Năm 8, năm 7 thì hồi đó nó sẽ kết thúc rồi nên các bạn không cần lo lắng quá và như các bạn để ý mấy hồi này mình cố gắng lắm là đẩy lên được khoảng hơn 50 phút một chút xíu còn lại thì đương nhiên là mình không thể cố gắng hơn được nữa vậy tại vì mình phải chờ bản dịch mà mình chỉ hối được như vậy thôi hối các bạn dịch dịch như vậy là mình cố gắng lắm rồi rồi còn một vấn đề nữa mình tiện thể mình nói luôn Ồ, trước hồi trước khi mà câu câu chuyện nó gần kết thúc thì mình có hay nói các bạn là các bạn cảm thấy có những câu chuyện nào hay cảm thấy yêu thích câu chuyện đó thì các bạn cứ comment xuống để mình xem câu chuyện nào hay thì mình sẽ xong tự chuyện này sẽ đọc lên cho các bạn nghe Nhưng mà mình để ý thấy các bạn đa số là các bạn đưa lên những câu chuyện mà hầu như là trên mạng nó có hết rồi ví dụ như các bộ như là tinh thần biến thần đạo thần gì thần đạo đan tôn này hay là đấu phá thương khung gì đó những cái bộ chuyện đó là trên mạng đã có người đọc rồi và như các bạn đã biết thì thực ra nó có một cái luật bất thành văn với là tất cả những bộ chuyện nào đã có người đọc rồi thì sẽ không nên đọc lại nữa có nghĩa là một điều tối kỵ có nghĩa là không giữa những người đọc truyện và những kênh truyện YouTube thì không nên đọc chồng lấn các câu chuyện của nhau thế này là các bạn đưa lên một số câu chuyện mình đã cảm thấy có rồi các bạn cứ sợ lên YouTube mà nó có rồi nghĩa là mình không thể làm những câu chuyện đó nữa các bạn phải cố gắng kiếm là những câu chuyện nào mà nó chưa có ai đọc này nó phải nó thực sự độc đáo cơ quan trọng độc đáo hay không thì chưa biết nhưng mà phải là chưa có ai làm thì mình mới có thể làm cho các bạn được và sau đây thì uh, sau cái tự chuyện đấy thì mình sẽ thực hiện những câu chuyện gọi là nó đã có sẵn trên mạng rồi đấy chưa ai đọc nhưng mà nó đã được dịch full hết rồi đương nhiên là sau đó thì uh, những câu chuyện đấy thì nó sẽ không thể nào nó gián đoạn những câu chuyện đâu tại vì câu chuyện này uh, còn phải chờ người dịch tầm lúc tầm la nữa còn các chuyện khác nó có rồi thì cứ thế là đọc thôi rất, rất nhanh sẽ hầu như cái khả năng bị gián đoạn là nó sẽ không có đâu và nếu như các bạn kiếm được nhiều câu chuyện hay có thể là mình muốn làm thêm một kênh nữa hay là vài ba kênh mình muốn vài ba người đọc liên tục cho các bạn cũng được không sao cả tùy ở câu chuyện đó nó đã có người đọc hay chưa và nó có hay, hay không và thu hút được các bạn hay không rồi ok không làm mất thời gian của các bạn nữa thì nói chung là mình cần phải xuất hiện lên một chút xíu ở trước video này để coi như là vấn đề thủ tục và vấn đề nó để phù hợp với cái chính sách mới của YouTube là phải có người có cái chủ sở của kênh xuất hiện thường xuyên nó đại loại là như vậy. Rồi, xin mời các bạn đến với hồi thứ 244. Hắc ám Tây Du hồi thứ 244, dùng hợp tam linh hoa. Tô Ngộ Không lập tức phát tay, tản đi 3.000 hoang thổ. Lập tức có một đại đoàn máu loãng quay đầu nện xuống. Lúc này đây, Tô Ngộ Không đã có sự chuẩn bị, thúc dục áo choàng sau lưng. Lập tức tất cả nước biển đều bị hút vào trong áo. Hơn nữa cái áo choàng này hút lấy nước biển về sau, bỗng nhiên bắt đầu phát ra một loại sức mạnh vô cùng uy nghiêm. Thời gian dần qua, Tô Ngộ Không phát hiện, chung quanh nước biển đã dần dần yên ắng. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, toàn bộ biển máu đã khôi phục lại bình thường. Có chút giật mình, nhìn tờ máu choàng đã biến thành màu đỏ như máu, Tô Ngộ Không cũng cảm thấy tức cười. Chẳng trách, đây chính là thứ đã lấy được sau khi trải quài thứ nhất. Thứ này đúng là có thể chấn áp được huyết hải, chỉ có điều nghĩ lại, đây có lẽ là một biện pháp để bảo hiểm. Nếu như mình không dùng thần thức đi dò xét, cũng sẽ không làm thức tỉnh con kỳ lân ở dưới biển kia. Khi biển máu một lần nữa quay về bình thường, thì cái áo choàng đang từ màu đỏ cũng chậm chậm lần nữa lại biến thành màu đen. Cái áo choàng này có lai lịch như thế nào? Vì sao nó lợi hại như vậy? Tiểu hầu tử đã cơ bản khôi phục, lúc này vẫn đang khé sát vào đỉnh đầu của quy thánh giáp không biết là đang suy nghĩ điều gì nghe được tô ngộ không hỏi hắn có chút không kiên nhẫn nói đó là một vật của một người vị đại nhân kia cùng với tên đại gia hòa phía dưới có chút giao tình cho nên mới buông tha cho chúng ta về sau đừng có dùng thần thức nhìn loạn phường thế giới này những thứ giống như vậy còn có rất nhiều lúc này đây chỉ là do vận khí tốt lần sau có lẽ sẽ không tô ngộ không cũng cười nhẹ gật đầu rồi từ từ ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu cái áo choàng này. Khi Tô Ngộ Không cẩn thận xem xét, liền phát hiện, cái áo choàng này cũng không có lợi hại như mình nghĩ. Ngoại chỉ có thể hấp thu hết hải kia, thì so với những thứ áo choàng bình thường cũng chẳng có gì là khác nhau. Nếu nói là pháp bảo, không bằng nói là một kiện tín vật. Bởi vì trên cái áo choàng này, Tô Ngộ Không cũng cảm thấy có một chút khí tức rất quen thuộc. Đồng thời tôi Ngộ Không lại phát hiện, tấm áo choàng cũng là một kiện pháp bảo bị tàn phá, bên trong không có khí linh như những pháp bảo bình thường khác, chỉ có điều bản thân chất liệu của nó lại tương đối trần quý, khiến cho nó có năng lực phòng ngự cũng xem như là rất cứng cỏi. Cứ như vậy hai ngày sau đó, tôi Ngộ Không rốt cuộc đã tới. Đợi đến lúc hai người lên bờ một lượt, quỳ thành giáp kia liền chậm rãi bơi đi. Được rồi, chỉ mất thời gian nửa ngày đã đến. Cái chỗ này so với chỗ ban đầu còn kỳ quái hơn rất nhiều. Nếu như người vận khí không tốt, rất có thể thật sự ra không được. Mà ngay cả ta cũng cứu không được người. Tô Ngộ Không cũng khẽ cười cười, bởi vì hắn đã nghe qua tiểu hầu tử cùng với đảo rùa kia đối thoại, biết mình chắc chắn sẽ không thật sự chết. Một đường không nói chuyện, lại rời đi nửa ngày. Tiểu hầu tử đã mang theo Tô Ngộ Không đi tới phía trước một hẻm núi. Chính là chỗ này, ở bên trong hung hiểm vạn phần. Người hãy nghĩ kỹ, chắc chắn là người muốn đi vào trong đó chứ. Tô Ngộ Không cũng không có trả lời hắn, mà là lại lấy ra 10 bình đan dược, cộng thêm một cây linh thảo màu tím sậm. Cầm lấy đi, Tô Ngộ Không ta làm sao có thể chết ở đây. Cũng giống như lần trước, cứ ở chỗ này chờ ta. Nói xong, Tô Ngộ Không trực tiếp liền tiến thẳng vào trong hẻm núi. Nhìn Tô Ngộ Không bóng lưng dần dần biến mất tại cuối tầm mắt. Tiểu hầu tử bỗng nhiên chẳng biết tại sao lại thở dài một hơi. Có lẽ cũng muốn nhiều hơn một chút. Vạn nhất, hắn thật sự chết ở bên trong. Ta đúng là thật sự quá thiệt thòi. Chỉ mong hắn có thể bình hiền đi ra được. Lúc này đây, tiểu hầu tử đã đợi ròng rã 15 ngày. 15 ngày sau đó, Tô Ngộ Không đã từ trong hẻm núi đi ra, chỉ có điều vừa mới ra khỏi được một bước Cả người hắn đã trực tiếp ngã sấp trên mặt đất Tiểu hầu tử cũng liền vội vàng phi thân tiến lên Khiêng tôn ngộ không chạy ra thật xa Sau đó mới đặt xuống rồi vội vàng trị thương Từ lúc tôn ngộ không vừa mới đi vào hẻm núi Tiểu hậu tử đã phải đi chung quanh Tìm rất nhiều dược thảo, trị liệu nội thương Tuy rằng hắn không dám chắc chắn Tôn ngộ không có thể còn sống để đi ra hay không Nhưng nếu như hắn thật có thể đi ra vậy cũng tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Những vật này chính là thứ cần thiết để cứu mạng. Tiêu Từ đoán chừng không sai, lúc này đã chứng kiến Tô Ngộ Không, toàn thân khắp nơi đều là vết thương sâu đến tận cốt tủy, đặc biệt là ở sau lưng có một chỗ hầu như là từ vai trái muốn bổ ra hai bên, còn có rất nhiều dấu răng cắn xé. Có thể tưởng tượng, Tô Ngộ Không ở bên trong đã gặp phải những thứ kinh khủng gì. Chỉ có điều khiến cho tiểu hầu tử kinh hãi nhất là ở trên cổ. Vừa rồi Tôn Ngộ Không vẫn là lấy tay bụm kín cái cổ, cho nên tiểu hầu tử cũng không có phát hiện. Nhưng khi hắn kéo lấy cái tay ra, thì liền chứng kiến cái cổ của Tôn Ngộ Không đã bị một thứ vũ khí sắc bén hầu như chặt đứt một phần ba. Cũng chính là Tôn Ngộ Không thân thể đã cường hãn, nếu như là người khác chỉ sợ đã sớm chết ngay tại chỗ. Nhưng khi tiểu hầu tử lại chứng kiến trên chán Tô Ngộ Không xuất hiện một hình xăm nằm cánh hoa sen, rốt cục cũng thở dài được một hơi. Vậy mà thật sự đã thành công, thật không thể tưởng tượng nổi. Xem ra thật đúng là hắn, người ta chờ đợi cả trăm vạn năm, rốt cục đã xuất hiện. Nói xong, tiểu hầu tử vậy mà kích động gào khóc. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được, bây giờ cũng không phải là lúc để cảm thán. Tôn Ngộ Không tuy đã chiếm được vật kia, nhưng nếu muốn có tác dụng thì phải chờ hắn thân thể hoàn toàn khôi phục thì mới được. Tranh thủ thời gian tiếp tục giúp cho Tôn Ngộ Không băng bó. Chọn vẹn mất hơn một canh giờ, Tôn Ngộ Không đã được các loại dược thảo và đan dược bó vào thành như một cái bánh trưng. Mới ở cửa ải thứ nhất đã thành ra như vậy, mà đằng sau còn có hai ải. Hắn thật sự có thể vượt qua được sao? thật vất vả chờ đến được tận đây, vạn nhất mà chết ở chỗ này thì phải làm sao bây giờ? Nếu không, đằng sau hai quan coi như xong. Thế nhưng không trải qua được hai ải kia, thì thân thể quán khẳng định cũng không cách nào thừa nhận. Ở trong mắt địa hầu tử, hẻm núi này mới chỉ là cửa ải thứ nhất. Còn trải qua huyết đảo kia, bất qua cũng chỉ coi như là tập thể dục mà thôi tròn vẹn hôn mê được 5 ngày, Tô Ngộ Không mới đã tỉnh lại. Mà khi Tô Ngộ Không mở to mắt, lập tức, Hoàng Thổ Bi đã xuất hiện ở trong tay. Mà cả người hắn cũng là tức thì dựng lên, làm ra tư thái chiến đấu, đánh giá chung quanh. Mãi cho đến khi thấy được tiểu hầu tử đang nằm phơi nắng ở trên đất, Tô Ngộ Không mới từ trong đáy mắt toát ra sự kinh ngạc, liền nhíu mày nói. Nếu như đây không phải đang nằm mơ thì ta là đã rời khỏi cái nơi quỷ quái kia rồi ư. Nói xong, Tô Ngộ Không bỗng nhiên rên lên một tiếng, vội vàng lấy tay che kín lấy sau lưng. Vết thương cực lớn kia tuy đã khép lại, nhưng nếu như muốn để nó khỏi hẳn, thì vẫn cần đến một khoảng thời gian rất lớn. Bình tĩnh đi, người đã còn sống đi ra, chớ khẩn trương, nơi đây rất an toàn. Nghe xong tiểu hậu tử nói vậy, Tô Ngộ Không mới dần dần buông lỏng được một hơi. Lúc này hắn đã nhớ tới, chính mình đích thật là đã đi ra khỏi cái nơi khủng khiếp kia. tôi Ngộ Không đời này cũng không bao giờ muốn đi vào đó thêm một lần nữa. Nhắm mắt lại từ từ cảm thụ tình trạng của bản thân, hắn mới nhận ra hắn bây giờ đang là một kẻ bị thương vô cùng trầm trọng. Hiện tại đã là thời gian nào rồi? Tiêu hậu tử thì vẫn như cũ lời biếng nói. Năm ngày về sau, người đã hôn mê suốt mất năm ngày những tổn thương kia của ngươi nếu như muốn triệt để khôi phục chỉ sợ ít nhất cũng phải mất một tháng trong khoảng thời gian này ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi tạm thời cũng không nên đi đâu cả nói xong tiêu tử lại cong ngón tay bắn ra một viên trái cây màu đỏ thẫm liền đã bay đến trong tay tôi ngộ không đây được gọi là thánh huyết quả tuy rằng hương vị của nó không ngon thế nhưng có tác dụng khôi phục rất tốt cái thứ này ở đâu ra vậy? Người chắc chắn nó có thể ăn được chứ? Được rồi, được rồi. Cứ yên tâm mà ăn đi. Tô Ngộ Không nghe vậy cũng có chút do dự, nuốt nó vào xuống trong miệng. Thánh huyết quả này vừa ăn vào, vẫn còn không thấy gì. Nhưng khi Tô Ngộ Không đem nó nuốt xuống về sau, thì hai con mắt lập tức liền trừng lớn. Người nói cái này chỉ là hương vị không được tốt thôi ư. Vừa mới dứt lời, Tô Ngộ Không cũng đã kêu lên thảm thiết. Sau đó cả người liền bổ nhào xuống trên mặt đất, bắt đầu điên cuồng lăn qua lăn lại. Nghe được tô ngộ không rút thảm, thì hậu tử cũng có chút không đành lòng, nhắm mắt lại ầm thầm nói ra. Điều này cũng không có thể trách ta, thế nhưng vì đại kế phục sinh cũng chỉ có thể làm như vậy. Ráng nhịn một chút đi, bây giờ là thời cơ tốt nhất để phục dụng thánh huyết quả. Chỉ có trải qua đại khổ đau nhất, thì người mới có thể có được những thứ mà người khác không thể nào đạt được. Những lời này của tiểu hầu tử khi nghe vào, đúng là hơi có chút thiên cơ. Thế nhưng Tô Ngộ Không hiện tại thì cũng chẳng rảnh mà để ý tới. Hắn duy nhất cảm giác thấy, chính là thân thể của mình sắp bị xé nứt. Hắn không chút nghi ngờ chính mình, cuối cùng có thể sẽ trở thành một đống cốt nhục chia lìa thịt nát. Loại thống khổ này quả thực cũng không phải là hắn hiện tại có thể thừa nhận. Chỉ có điều sự đau đớn đó cũng không có vẻ duy trì quá lâu. Bằng không thì tôi Ngộ Không cũng chẳng thể xác định hắn sẽ tự tay đoạn tuyệt chính mình để không bị dày vò thêm nữa. Khi tất cả đau đớn từng điểm từng điểm giảm đi thì ý thức của hắn lại dần dần bắt đầu hôn mê. Càng đau đớn càng thanh tỉnh. Không đau ngược lại muốn ngất. Điều này thật sự chính là một hình thức tra tấn. Chỉ có điều, Tôi Ngộ Không cũng không có chính thức ngất đi. Ngay khi ý thức của hắn mơ hồ tới cực điểm, thì hắn bỗng nhiên lại bị một thứ tành tưởi làm cho sạc tỉnh. Là cái vật gì thúi như vậy? Lúc này tôi Ngộ Không đã đứng lên, hơn nữa đau đớn trên người cảm giác trở nên đã rất nhỏ, nếu như không phải tận lực đi cảm thụ, thì hầu như cũng đã không còn cảm nhận được gì. Hết sức tò mò, đưa tay sờ sờ ra phía sau lưng của mình. Vẫn có thể nhận ra được vết sẹo cực lớn kia Thế nào, thần kỳ chứ Có phải cảm giác thân thể không còn đau nữa đúng không Hắc hắc, cái này là diệu dụng của thánh huyết quả Tô ngộ không khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng nhẹ gật đầu Tuy rằng, đã phải trải qua một hồi đau đớn cùng cực Nhưng khi cơn đau đớn kia biến mất Thì về sau, tác dụng của nó vẫn là tương đối kéo dài Thế nhưng khi tiểu hầu tử nói tiếp một câu, liền đã khiến cho sắc mặt của Tô Ngộ Không lập tức liền thay đổi. Hiệu quả rõ rệt đúng không? Yên tâm, đây cũng mới chỉ là bắt đầu. Ngươi còn cần phải trải qua bốn lần nữa mới có thể. Tô Ngộ Không vừa rồi cũng đã thầm hạ quyết tâm. Loại thống khổ này thật không phải là một người bình thường có thể tiếp nhận. Lúc này đây bản thân của hắn có lẽ đã là cực hạn. Nếu như lại thêm một lần nữa thì hắn cũng không biết mình còn có thể kiên trì được hay không. Người nói vậy là có ý gì? Thân thể của ta đã không có vấn đề gì nữa. Người cũng đừng hại ta. Lại đến thêm một lần thì ta đầy khẳng định sẽ đau đớn đến chết. Còn tiểu hầu tử thì là vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta cũng không lừa gạt người. Chẳng lẽ người lại không cảm thấy thân thể của mình có chỗ nào không đúng ư? Tiểu hầu tử nói xong, tôi Ngộ Không thoáng cái lập tức cũng phát giác. Vội vàng đưa tay, sờ sờ lên cái chán, kinh ngạc nói. Đây rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Vì sao trên chán của ta lại đã có thêm một đóa hoa? Hơn nữa, còn có bộ dáng kỳ quái như vậy. Đó là một hình xăm hoa sen năm cánh. Hơn nữa trong đó bốn cánh là có màu đen như mực. Nhưng lại có một cánh là màu đỏ như máu. Có chút đau đầu, Tôi Ngộ Không cũng chào mày. Tiêu Tử lại thấp giọng thở dài rồi nói: "Năm cánh hoa sen trên trán của ngươi chính là do ngươi từ trong hẻm núi kia đoạt được. Đó cũng là một phần hồi báo sau khi ngươi đã trải qua nhiều thống khổ đến như vậy. Nó có tên là Tam Linh Hoa. Trên trán ngươi chính là một linh trong Tam Linh Hoa. Tác dụng của nó chính là để cường hóa nhục thể của ngươi, tăng lên tới một trình độ cực lớn." khi năm cánh hoa tất cả đều biến thành màu đỏ như máu thì khi đó nhục thể của người sẽ được cường hóa đến mức mà người căn bản cũng không thể nào tưởng tượng nổi mà quá trình cường hóa đó thì liền cần phải nuốt vào thứ quả vừa rồi chỉ có dược lực của thánh huyết quả thì mới có thể thôi phát tam linh hoa ngộ không lúc này đại não lại bắt đầu trở nên hỗn loạn vì vậy đối với tiểu hầu tử mà nói cũng không có tiếp lời tiểu hầu tử thì cũng không quan tâm tiếp tục nói người phải tin tưởng bản thân tiềm lực của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi rất xa mà những điều này đều là nhất định người không cách nào trốn tránh cũng không thể nào trốn tránh tuy rằng ngươi bây giờ khả năng không có thể giải thích vì sao chỉ có điều đây là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch phục sinh sự tình cho đến bây giờ rất nhiều người đã phải mất đi tánh mạng và bỏ ra một cái giá tương đối lớn cho nên ta sẽ không cho phép người cự tuyệt mà trên thực tế cho dù người có cự tuyệt thì ta cũng là có biện pháp. Tiểu hầu tử nói xong, Tô Ngộ Không chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn tiểu hầu tử, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Người rốt cục là ai? Người làm như vậy rốt cục là vì điều gì? Tiểu hầu tử cũng lộ ra có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Tô Ngộ Không hiện tại sẽ hỏi đến vấn đề này. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta rốt cục là ai, bây giờ còn chưa thể nói cho người biết nhưng có một chút ta có thể tiết lộ ta đây tuyệt đối sẽ không hại ngươi tuy rằng quá trình này có thể sẽ vô cùng thống khổ chỉ là hết thảy mọi chuyện cũng là vì ngươi có lẽ có rất nhiều người đang chú ý đến ngươi và cũng sử dụng đủ mọi loại âm mưu quỷ kế để tính toán đến trên người của ngươi thế nhưng chỉ có ta thì không tôi ngộ không cũng không vì thế mà thay đổi thái độ vẫn tiếp tục hỏi người rốt cuộc là ai nếu như ta không thể biết được rõ ràng những chuyện này. Cho dù những chuyện người làm đối với ta có tết đến mức nào, thì ta cũng không cần. Tôn Ngộ Không ta sẽ không để vận mệnh của mình bị nắm giữ ở trong tay của kẻ khác. Cho nên, nếu như người không hy vọng hết thảy đều bị tan thành mây khói, thì tốt nhất hãy nói cho ta biết mọi chuyện. Thanh âm của Tôn Ngộ Không cũng không lớn, thế nhưng lời nói lại thập phần kiên định, làm cho tiểu hầu tử vô cùng khiếp sợ nếu như ta không nói cho người biết thì sao tôi ngộ không bỗng nhiên lạnh nhạt cười nói ta sẽ có hai cách làm một là tiêu diệt người sau đó lại đem nơi đây quấy nhiễu đến lòng trời lở đất hai là nếu như ta phát hiện ta làm không được điều thứ nhất như vậy ta sẽ lựa chọn tự sát hoặc là cùng người đồng quy vô tận ngươi không cần phải hoài nghi ta có thể làm được hay không nếu như ngươi không tin vậy thì cũng có thể thử xem Tiểu hầu tử nhìn Tô Ngộ Không, Tô Ngộ Không cũng nhìn Tiểu hầu tử. Thật lâu, Tiểu hầu tử tựa hồ là có chút không kiên trì nổi. Trong ánh mắt hiện lên một chút do dự liền nói. Thật sự người muốn như vậy sao? Ngươi phải biết rõ, một người một khi đã chết, thì hết thảy cũng không hề tồn tại. Tất cả cái gì cũng đều không có. Tô Ngộ Không thì là ngạo nghĩ lại nói. Nếu so cùng với việc bị người khác bài bố sống tạm, thì ta thà rằng chịu chết. Rốt cục, tiêu hậu tử cũng quay lại nhìn về hẻm núi trước đó, thật sâu thở dài. Được rồi, để cho kế hoạch này không có nửa điểm khả năng thất bại, cho nên ta thỏa hiệp. Nhưng hy vọng khi người biết được hết thảy mọi chuyện về sau, hãy cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Người có nắm chắc cùng ta đồng quy vô tận, thì ta đây cũng có thủ đoạn để cưỡng chế cho người hoàn thành tất cả mọi kế hoạch. Chỉ có điều bây giờ, ta lại càng muốn cho người cam tâm tình nguyện để tiếp nhận mọi chuyện. Hiện tại ta làm những điều này đều chẳng qua là vì để chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng mà thôi. Lúc trước ở chỗ của Quy Gia Gia là muốn xác nhận người rốt cục có phải là người mà ta đang chờ đợi hay không. Hiện tại người có thể tới được nơi đây liền chứng minh người đúng là kẻ đó. Mà hẻm núi kia là một cái khảo nghiệm và cũng là vì để cho người đạt được một đóa trong tam linh hoa đó cũng chính là hình xăm trên trán của người bây giờ. Hiện tại điều ta cần phải làm là lợi dụng dược lực của thánh huyết quả, hoàn toàn kích phát sức mạnh của đóa hoa kia, cường hóa nhục thể của ngươi. Đợi đến lúc nằm cánh hoa toàn bộ biến thành màu đỏ như máu, khi đó bước đầu tiên liền hoàn thành, rồi ta sẽ dẫn ngươi đi đến địa điểm thứ hai. Chỗ đó lại có một đóa hoa thứ hai. Nó có thể cường hóa linh hồn của ngươi. Nếu như khi đó ngươi còn sống, thì ta sẽ dẫn người đi đến một chỗ kế tiếp. Chỗ đó có một đóa tam linh hòa cuối cùng, giúp cho linh hồn cùng cơ thể đã cường hóa, lần nữa hòa hợp lại làm một. Đúng rồi ta có câu, nhất định cũng phải nói. Thân thể của người hiện giờ, quả thực đã hỏng bét. Một hơi nói xong, tiểu tử lại tiếp tục chằm chằm nhìn vào tôn ngộ không. Những điều mà tiểu hậu tử vừa mới nói, hẳn là thật sự. Hơn nữa kế tiếp những chuyện này, tôn ngộ không có lẽ Đều nên từng cái phải trải qua Tiểu tử nếu như ở thời điểm này Lựa chọn lừa gạt hắn Thì hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng Ngược lại sẽ khiến cho Tô Ngộ Không phản cảm Cho nên Tô Ngộ Không lựa chọn tin tưởng những lời nói vừa rồi Nói cách khác Mình coi như lúc ấy không đề cập đến chuyện Muốn tìm những nơi kỳ quái Thì tiểu hậu tử khẳng định cũng sẽ tìm cách Để đưa hắn tới những nơi này Vậy tam linh hoa cường hóa thân thể cùng linh hồn có tác dụng phụ gì hay không. Nếu đã lựa chọn tin tưởng về sau, Tô Ngộ Không vừa rồi đã thông qua thiên địa hỏa nhãn phát hiện, tiểu hầu tử đối với mình đích thật là toàn tâm toàn ý. Cảm giác này Tô Ngộ Không cũng không lạ lẫm. Ở lúc trước, khi còn ở tuần thiên giới, Tô Ngộ Không đã cứng cảm nhận được nó trên người của đạo chuẩn sư tôn. Đó là một loại hành vi hoàn toàn bất chấp hậu quả và trả giá như thế nào không có bất kỳ tác dụng phụ gì, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Như thế nào, ngươi đã quyết định tin tưởng ta. Tô Ngộ Không tùy rằng trong nội tâm lựa chọn tin tưởng tiểu hầu tử. Chỉ có điều ngoài miệng, cũng không có thừa nhận mà cố gắng moi ra thêm một chút thông tin để giúp mình về sau để nắm giữ quyền chủ động tốt hơn. Lắc đầu, Tô Ngộ Không lại nói. Nếu như chỉ dựa vào giam ba câu mà khiến ta sẽ tin ngươi, ta đây chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần. Có lẽ những lời vừa rồi cũng không phải là giả dối. Nhưng người vẫn chưa thẳng thắn trả lời và trọng tâm của câu chuyện. Cái ta đang hỏi chính là mục đích của tất cả những chuyện này rốt cuộc là cái gì? Lúc này đây, thì hầu tử cũng không có lập tức trả lời. Há to miệng do dự một đoạn thời gian rất dài mới nói. Vì để cho người chính thức là mình, sau đó đi làm những chuyện mà người nên làm, ta chỉ có thể nói cho người biết những thứ này nhiều hơn nữa ta sẽ không nói kỳ thật người cũng không cần phải quá xoắn suýt về sau người sẽ được biết hết thảy chỉ có điều bây giờ vẫn chưa đến lúc người có điểm mấu chốt của mình ta cũng có điểm mấu chốt của ta có thể nói cho người biết những điều này cũng đã là giới hạn của bản thân ta nhiều hơn nữa sẽ tạo ra ảnh hưởng đến kế hoạch mà đó là điều ta không cho phép phát sinh thì hầu tử lúc nói lời này Cũng đã là hết sức kiên quyết Tôn Ngộ Không trong nội tâm vô cùng rõ ràng Có lẽ đây quả thật Đã là giới hạn của hắn Nhẹ gật đầu Tôn Ngộ Không lại nói Vậy người rốt cuộc là ai Người có thể nói cho ta biết hay không Lúc này đây tiểu hầu tử Vẫn không có do dự Liền vẽ vẫy tay rồi nói Người tới đây ta sẽ cho người biết Tôn Ngộ Không lóp ngóp đi tới Tiêu từ sau đó liền ghé sát rì tai mấy câu. Vừa nói xong, Tô Ngộ không cả người liền như muốn cứng lại. Biểu lộ kinh ngạc so với việc chứng kiến sư phụ uống rượu ăn thịt còn muốn nghiêm trọng hơn. Mặc cho Tô Ngộ không nghĩ như thế nào, tận sức vắt óc nghĩ mưu tính kế cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Địa vị của con khỉ nhỏ này quá mức kinh khủng. Hơn nữa, còn to đến dọa người. Có thể nói tiểu hầu tử mới là mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi chuyện. Người, người vậy mà, người vậy mà trời ơi, biết rõ những chuyện này ngoại trừ ta, còn có những người nào khác hay không? Tôi ngộ không trong lúc nhất thời cũng không biết nên phải làm sao. Nói quanh co cả buổi mới thốt ra được một câu hỏi như vậy. Giờ khác này, tôi ngộ không trong nội tâm bỗng nhiên đã có một cái ý niệm hoang đường trong đầu. Chính mình tuyệt đối là đã được cho biết quá nhiều. Hắn rất hoài nghi sẽ có thể có người đến tìm hắn để diệt khẩu. Thì ra truyền thuyết kia dĩ nhiên đúng là sự thật. Khi nghe được tiểu hậu tử nói về thân vận thật sự của hắn, tôi ngộ không trong đầu vốn tồn tại vô số mảnh vỡ. Bỗng nhiên đã có thể liền ghép lại cùng nhau. Cho dù vẫn còn có một chút ít hắn không biết, nhưng cũng hoàn toàn có thể phỏng đoán được. Chẳng trách vẫn là chi mộ lại trọng yếu như thế. Thật sự đúng là không thể nghĩ tới. Thì hầu tử cũng cười lên hát, hát rồi nói. Cũng chỉ có một mình ngươi. Bằng không thì ngươi cho rằng vẫn là chi mộ này còn có thể bình yên như thế được ư. Nếu như còn có người thứ ba biết rõ, vậy trong này cũng đã sớm lòng trời lở đất. Cho nên điều này cũng có thể chứng minh thành ý của ta rồi đó. Kế tiếp, ta hy vọng hai người chúng ta lại có thể phối hợp tốt với nhau. Nếu như thái độ của người thật tốt, ta sẽ nói cho người biết càng thêm nhiều chuyện hơn. Tuy rằng ta từ khi sinh ra vẫn còn sống ở chỗ này, chỉ là những điều mà ta biết chắc chắn là vẫn hơn người rất nhiều. Tôi ngộ không khẽ gật đầu. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn tin tưởng tiêu hầu tử. Coi đây là cơ sở, tôi ngộ không cũng đã thông suốt được rất nhiều những vấn đề khác. Khi tiểu hầu tử biểu lộ thân phận thật sự của mình về sau, thì mối quan hệ giữa hai người của bọn họ liền đã trở nên rất hòa hợp. Thế nên về sau, Tô Ngộ Không cũng không có hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Thứ nhất là không có gì tất yếu. Thứ hai, Tô Ngộ Không cũng không muốn quá mức bức bách tiểu hầu tử. Có thể ở một hoàn cảnh hài hòa, cùng hợp tác làm một việc thì tuyệt đối tốt hơn nhiều so với nội tình nghi ngờ lẫn nhau. Hơn nữa kế tiếp Tô Ngộ Không có lẽ sẽ phải trải qua tất cả những chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu như không thể hoàn toàn tin tưởng Tiêu Hầu Tử, vậy thì bản thân hắn cũng liền thực sự đã gặp phải nguy hiểm. Năm ngày sau đó, Tô Ngộ Không cơ hồ là ngậm ngùi, cố gắng nuốt vào thánh huyết quả thứ hai. Vốn là Tô Ngộ Không đã có viên thứ nhất làm cơ sở, thì bản thân có lẽ cũng thoáng thích ứng được một chút. Thế nhưng lúc này đây, cơn đau đớn lại càng thêm kịch liệt chỉ là thời gian có vẻ đã ngắn hơn trước đó. Trước lúc hắn kịp rụp đổ thì cơn đau đớn đã bắt đầu tàn đi. Thánh huyết quả này tôi ngộ không tin tưởng, nếu dùng để làm độc dược, tuyệt đối không hướng mà đều lợi. Tiểu hầu tử cũng đã có nói về sự cường đại của thứ này. Bất luận là kẻ nào cũng không có phương pháp gì có thể chống cự lại dược lực. Chỉ có điều ý nghĩ này, Tô Ngộ Không cũng chính là ngẫm lại mà thôi, thì hầu tử đã rất rõ ràng từng nói qua. Thánh huyết quả tổng cộng cũng chỉ có 5 khối. Mà nếu như không thể liên tục nuốt vào 5 khối, thì hiệu quả kia sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Nói đến linh quả, thì Tô Ngộ Không lại chợt nhớ đến hoàng tuyền tạo hóa quả trước đó. Tử tĩnh lúc ấy cũng đã nói, nó là một thứ cực kỳ trân quý. Thế nhưng cho tới tận bây giờ, ngoại trừ để cho ba người Tô Ngộ Không, Tề Chiếu và Diễm Thần tính mạng tương liên thì cũng không hề thấy nó có tác dụng gì khác. Hoặc có thể chính là lúc trước tử tĩnh đã lừa bọn hắn. Bằng không thì cũng chỉ có thể xem là thần thông của nó còn chưa được thể hiện ra ngoài mà thôi. Một phèn chết đi sống lại về sau, cánh hòa thứ hai trên chán đã thuận lợi trở thành màu đỏ như máu. Cảm thụ được vẫn còn lại đến ba cánh, Tô Ngộ Không không ngừng âm thầm kêu khổ. Thánh huyết quả kia thật quá là kinh khủng. Nếu như mình thật sự có thể kiên trì ăn vào năm khối về sau mà không chết, thì chỉ sợ trên thế gian này sẽ không có bất kỳ một thứ cực hình nào khác có thể làm cho Tô Ngộ Không sợ hãi nữa. 7 ngày sau đó, nuốt đệ tam khóa cũng là đau đớn, nhưng Tô Ngộ Không vẫn kiên trì được. Lại là 7 ngày tới, viên thứ tư thánh huyết quả, cánh hòa thứ tư đã được nhuộm đỏ. 10 ngày sau, là một viên thánh huyết quả cuối cùng cũng đã bị Tô Ngộ Không nuốt xuống trong miệng. Nhưng lúc này đây, hắn lại không có cảm nhận được bất luận đau đớn gì. Điều này làm cho hắn cũng phải hết sức kinh ngạc. Trái lại, khi quả thứ năm đi vào trong bụng về sau, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy từng đợt thoải mái. Cả người hầu như đều muốn mất phương hướng, đều đắm chìm trong sự dễ chịu này. Thế nào, sao rồi? Nói nhanh lên, đó là cảm giác như thế nào? khi tôi ngộ không chậm rãi mở ra hai mắt về sau tia hậu tử về mặt tò mò liền hỏi tôi ngộ không ý thức cũng dần dần trở về không khỏi trong lòng có một tia thất lạc đứng người lên hoạt động gần cốt tôi ngộ không liền tỏ thái độ thầm trường không thể nói không thể nói nhưng khi hắn hoạt động một chút về sau bỗng nhiên sắp mặt cũng liền trở nên có chút khó coi đây là có chuyện gì ngươi đừng nói cho ta biết ngươi đã một mực lựa gạt ta nếu quả thật chính là như vậy, ta sẽ tiêu diệt người ngay lập tức. Ngay khi tôi Ngộ Không hoạt động gần cốt, cũng liền chợt phát hiện, cường độ thân thể của mình cũng không có chút nào tăng cường. Và cũng chẳng hề yếu bớt, cùng với khi mới bước vào vẫn là trì mộ, cũng là giống nhau. Nói cách khác, bốn lần thống khổ vừa rồi, khiến hắn gần như tàn vỡ, cũng có vẻ là chẳng có tác dụng gì. Tiêu hầu tử cũng không hề sợ hãi. Liền khinh thường nói, gấp gáp cái gì? Hiện tại nếu hiệu quả liền có ngay, thì ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được ư? Có thân thể cường đại mà không có một linh hồn tương ứng, thì ngươi sẽ như thế nào? Chỉ riêng những vòng linh ở trong vẫn lạc trì mộ này, nếu như bọn chúng phát hiện có một khối nhục thể cường đại như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút nào lựa chọn mà đem linh hồn của người sẽ ra tàn nát, sau đó chiếm cứ lấy nhục thể. Chỉ có chờ đến khi nào linh hồn của người cũng tăng lên về sau. Khi hai thứ tương dung thì mới có thể hoàn toàn bộc phát. Tôi ngộ không hơi khẽ giật mình. Bản thân hắn đúng là quá mức nóng lòng. Tiệu hầu tử nói rất đúng. Nếu như hiện tại nhục thể của mình bỗng nhiên trở nên vô cùng cường đại, thì vấn đề đầu tiên gặp phải chính là linh hồn sẽ không cách nào chi phối được thân thể và sẽ trở thành một con dê béo cho đám linh hồn cường đại ở đây cắn xé. Hắc hắc đúng rồi, Lần trước người nói thân thể của ta bây giờ có vấn đề Là chuyện gì đã xảy ra Tiểu tử lại nhìn tôi ngộ không Bỗng nhiên cao thần mặt chắc cười nói Không thể nói không thể nói Tôi ngộ không cũng có chút tức cười Con khỉ nhỏ này học thói xấu Đúng thật là rất nhanh Được rồi người thắng Ta vừa rồi đã cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái Cảm giác kia ta cũng không có cách nào hình dung Dù sao chính là vô cùng thoải mái Tiểu tử lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu nhục thể của người là một loại trạng thái rất kỳ quái chính là thân thể cùng với linh hồn dĩ nhiên là hòa là một thể người bình thường thì linh hồn và thể xác vốn là khác nhau sẽ không giống như vậy triệt để dùng hợp đối với người nếu dùng những phương pháp bình thường để rèn luyện nhục thể và linh hồn vốn là không có tác dụng tô ngộ không có chút kinh ngạc hắn một mực không biết còn có chuyện như vậy kỳ thật ta đã là người từng chết qua một lần Linh hồn đã đến một nơi tên là Hoàng Tuyền Thế Giới. Về sau giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền ở nơi đó đã để cho ta phục sinh, hơn nữa còn tạo cho ta một bộ thân thể này. Để được phục sinh cái giá lớn nhất chính là linh hồn cùng thân thể triệt để dung hợp. Ta cũng không biết vẫn còn có sự hạn chế như vậy. Nếu theo như người đã nói thì cái tên Nguyệt Hoàng Tuyền kia là cố ý hãm hại ta ư? Hắn không muốn để cho ta được trở nên mạnh mẽ ư? Tiêu Tử thì là lắc đầu nói, hắn là không phải. Nguyện Hoàng Tuyển cái người này đã cũng biết rõ một chút, hắn đối với linh hồn xác thực là có được tạo nghệ không giống bình thường. Thế nhưng nói đến thân thể thì hắn cũng chỉ là mức trung bình. Hắn có lẽ cũng không biết sự tai hại ở trong đó. Hắn hẳn không phải là cố ý hại người, ngược lại chính là muốn tốt cho người. Linh hồn cùng thân thể triệt để dung hợp, người này có khả năng phát huy ra sức chiến đấu sẽ tăng lên rất mạnh hơn nữa lại càng thêm dễ dàng, lĩnh ngộ những pháp thuật cao thâm. Chỉ có điều, người cũng không cần phải lo lắng, người bây giờ linh hồn đã cùng với thân thể chia lìa, điều này cũng là nhờ đến Quỳ Gia Gia. Tô Ngộ không có chút không thể tin được, hắn chưa bao giờ cảm giác có người đã tác động gì đó lên thân thể của mình. Không dám tin thử một cái, Tô Ngộ không quả nhiên thành công, đem nguyên thần xuất khiếu, linh hồn ly thể đây là đã thực hiện vào khi nào vì sao ta lại không hề cảm nhận thấy được tôi ngộ không thật sự là rất khiếp sợ có người đã tác động lên thân thể của hắn mà chính mình căn bản cũng không có phát giác gì lần này động tay động chân mặc dù là đối với chính mình rất tốt thế nhưng điều này cũng có cho thấy một điều kẻ ra tay cũng hoàn toàn có thể âm thầm lấy đi mạng sống của hắn nhìn tôi ngộ không kinh hãi biểu lộ Tiêu tử nhìn ra phía sau của hắn chép miệng. Tô Ngộ Không thoáng một cái cũng liền ý thức được thứ gì. Vội vàng tháo cái áo choàng sau lưng ra. Lần nữa thử lại. Lúc này đây, linh hồn cũng không có ly thể. Chỉ có điều thực sự cũng là buồn lòng hơn rất nhiều so với ban đầu. Thì ra là tác dụng của chiếc áo choàng này. Thế nhưng lần trước ta đã dò xét qua. Cái này cũng không hề có một điểm gì đặc biệt. Tiểu hậu tử thì lại hừ một tiếng rồi nói, còn mắt kém cỏi của ngươi có thể nào nhận ra tiên gia của bào bối? Cái áo này theo thời gian sẽ dần dần ảnh hưởng đến linh hồn của ngươi, không sai biệt lắm. Chờ đến khi chúng ta đến được cửa ải cuối cùng, thì nhục thể của ngươi cùng với linh hồn sẽ triệt để tách ra, mà bây giờ chỉ có điều cái áo choàng này vào thì mới có thể. Tiểu hậu tử nhìn nhìn ra xa xa rồi lại nói năm đóa hoa tất cả đều biến thành màu đỏ như máu. Chúng ta cũng có thể tiếp tục đi tới. Đi tới một chỗ tìm đóa tam linh hoa thứ hai. Đúng rồi, ngươi không thể đem cái hình xăm kia giấu đi hay sao? Nhìn qua rất là cổ quái. Tô Ngộ Không cũng liền vội vàng khống chế hình xăm kia ẩn vào dưới làn da. Hắn thật đúng là đã quên mất trên trán, có một bông hoa hồng. Đúng là quá sức quái dị. Tô Ngộ Không hiện tại cũng biết đại khái sức mạnh của tam linh hoa bây giờ hẳn là toàn bộ niêm phong ở trong cánh hoa cũng không có tiến vào trong thân thể của mình cho nên cường độ thân thể quán hiện tại cũng chẳng có một chút tăng cường nào cứ như vậy hai người lại một lần nữa đi lên đường có thể hầu tử một phen giới thiệu cũng làm cho tô ngộ không đối với vẫn lạc trì mộ đã hiểu thêm được rất nhiều điều linh hầu ta hỏi ngươi bên trong vẫn lạc trì mộ này ngoại trừ ta ra, bây giờ còn có những người khác hay không? Nếu như là lúc trước thì ta đây nhất định sẽ là nói không, nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Chỉ có điều bây giờ hai ta đã ngửa bài, ta cũng liền dứt khoát nói cho người biết, ở trong này, ngoại trừ người ra, hoàn toàn chính xác còn có một nhóm người. Chỉ có điều vị trí của bọn họ là ở một chỗ cực kỳ đặc thù, ngay cả ta cũng là vào không được chỉ là thật lâu lúc trước mới biết được đã có người tiến vào trong đó. Tô Ngộ Không cũng lập tức hứng thú, vội vàng cẩn thận hỏi xem là đã có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tiểu hầu tử cũng không biết được nhiều. Đó là trước đây, thật lâu đã có một người mang theo một nhóm khác tiến vào cái chỗ kia. Về sau, bọn họ cũng không có đi ra. Mà tiểu hầu tử thì không vào được, cho nên cũng không biết đám người này là ai. Và bây giờ tình huống ở trong đó như thế nào nếu như người có hứng thú, chờ ngươi làm xong những chuyện ở nơi đây về sau, có thể tự mình đi nhìn xem. Người đã có được thân thể, hẳn là có thể tiến vào được. Tô Ngộ Không không nghĩ tới lúc này đây, tiêu tử lại phối hợp như vậy. Chỉ có điều nghĩ lại, đây cũng là vì mặt ngoài thái độ của hắn. Được rồi, mau đi nhanh lên, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Tiêu hậu tử nói xong cũng liền ra tăng tốc độ, mà Tô Ngộ Không cũng không có phát giác được có điều gì dị thường cũng liền tăng tốc tuổi theo. Hai ngày sau đó, Tô Ngộ Không cùng Tiểu Hậu Tử lại một lần nữa, đi tới phía trước một hẻm núi. Vừa nhìn thấy hẻm núi kia, Tô Ngộ Không mặt mũi đều tái mét. Đối với hẻm núi, Tô Ngộ Không vốn đã là sợ mất mật. Được rồi, người có lẽ cũng biết nên làm như thế nào. Ta ở chỗ này chờ người, đi đi, phải cố gắng sống sót trở về. Tiểu tử ngữ khí rất nhẹ nhàng, thoải mái, cứ giống như là chỉ cần Tô Ngộ Không đi vào đó, thay hắn hái ra mấy thứ trái cây. Mà Tô Ngộ Không thì nhìn vào hẻm núi kia, từng đợt phát sầu. Trước đó lần thứ nhất, đó là hoàn toàn không biết tình huống bên trong, lèm nhèm mà xông vào. Vì thế Tô Ngộ Không thiếu một chút đã phải chết ở tại đó. Lần trước bên trong hẻm núi, tất cả đều là nguyên một đám anh linh thực lực cường đại vô cùng. Những thứ anh linh kia sức chiến đấu rất cao phải làm cho người ta liếu lưỡi. Cho dù tu vị không bằng Tô Ngộ Không, nhưng sức chiến đấu của chúng thì đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu không phải Tô Ngộ Không ý vào trên người mình bảo bối cường hãn, hắn thật sự không nhất định có thể còn sống mà đi ra. Lúc này đây, Tô Ngộ Không nhìn nhìn, tiểu hầu tử mấy lần hít sâu về sau, dứt khoát quyết nhiên đi vào hẻm núi. Nắm thật chặt kim cô bổng ở trong tay, tới lúc này rốt cục cũng nhịn không được liếc nhìn lại hẻm núi kia âm thầm cầu nguyện cho tôi Ngộ không có thể cũng phải thừa nhận rằng việc này còn gian nan hơn nhiều so với những giày vò thể xác ở lúc trước lúc này đây tôi Ngộ không đã mất đến thời gian một tháng mới rốt cục đi ra mà rất lạ là tôi Ngộ không trên người lại chẳng có bất kỳ vết thương đừng nói đến vết thương trên y phục ngay cả buồn đất cũng đều không có mà cả người khí tức cũng rất vững vàng, không giống như có vẻ gì là dính phải nội thương. Tô Ngộ Không vừa bước ra khỏi hẻm núi, tiểu tử cũng lập tức liền thấy được. Trên mặt đúng là hết sức vui vẻ. Hắn thầm nghĩ, cái tên này quả thật đúng là kẻ mà mình đang chờ, vậy mà lại một lần nữa còn sống đi ra. Nhưng khi tiểu hậu tử bước nhanh đi đến bên cạnh, thì sự kinh hỉ trên mặt đã dần dần biến mất, thay vào đó là một loại không thể tưởng tượng nổi cùng không cách nào tin tưởng. Nhìn Tô Ngộ Không đứng ở đó, Tiêu Tử dần dần cảm thấy có một loại cảm giác không ổn. Đó chính là bởi vì biểu lộ của Tô Ngộ Không, sự biểu lộ kia thái bình và yên tĩnh, yên lặng đến mức đáng sợ, không phải là một thứ mà người sống nên có. Hơi một chút run rẩy, Tiêu Tử lập tức dò xét tình huống. Tô Ngộ Không đúng là còn sống, mạch đập nhảy lên vô cùng mạnh mẽ. À Tô Ngộ Không, ngươi làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện? Tỉ mỉ kiểm tra thêm một vòng, xác định Tô Ngộ Không cũng không có bất kỳ một chút thương tổn nào là ngoại thương hay kể cả là nội thương. Tiêu hầu tử hỏi những lời này, thế nhưng hắn cũng chẳng hề nhận được một câu trả lời nào. Tô Ngộ Không vẫn như cũ là mặt không biểu tình nhìn qua phía trước. Tiêu Tử nội tâm cảm giác không ổn, càng ngày càng mãnh liệt này nói chuyện đi chứ ngươi đang làm cho ta cảm thấy sợ đó thế nhưng đúng là vẫn không hề nhận được hồi đáp gì tiểu hậu tử coi như là đứng thẳng người cũng chỉ cao đến eo tô ngộ không cho nên hắn dần dần lăng không rồi dùng tay cua cua trước mắt tô ngộ không vẫn như cũ không có nửa điểm phản ứng tiểu tử gắt gao nhìn thẳng vào hai mắt thế nhưng ở trong ánh mắt đó tiểu tử không có bất kỳ phát hiện nào đây quả thực là không thể tưởng tượng điều này đại biểu cho việc Tô Ngộ Không tuy đang trợn tròn mắt nhìn về phía trước, thế nhưng trên thực tế, hắn cũng không có thấy bất kỳ vật gì. Nói rõ hơn một chút, là hiện tại hắn có thể đã trở thành một tên mù loà. Lại ghé vào bên tai, lớn tiếng hô vài câu, cũng là không có nửa điểm phản ứng. Lúc này thì hậu tử đã hoàn toàn trầm xuống. Chuyện hắn vốn lo lắng nhất đã xảy ra, hơn nữa còn là dưới tình huống khiến cho rằng, căn bản không thể nào liền đã xảy ra hết sức không cam lòng tiêu hầu tử bỗng nhiên dùng sức đánh tô ngộ không một cái một tát này hầu như đã dùng hết toàn bộ khí lực sau khi đánh xong cả người hắn đều trở nên có chút hư ảo thân là linh hồn thể nếu muốn đánh chúng một thực thể khác cũng không phải là một chuyện dễ dàng lần này tô ngộ không rút cục đã có phản ứng tô ngộ không vốn là con mắt nháy một cái rồi tự hồ là trong lúc đó bừng tỉnh cả người biểu lộ lập tức liền trở nên cực độ vặn vẹo đồng thời một cước liền đá thẳng về phía hầu tử, đồng thời giận dữ hét lên. Người giết sư phụ ta, ta phải giết người để báo thù cho sư phụ. Chỉ là một cước này cũng không có chúng đích. Thế nhưng chỉ sau một khắc, Tô Ngộ Không bỗng nhiên lần nữa giận dữ hét. Không không đúng, giết chết sư phụ là chính ta, ta phải giết chính mình để báo thù cho sư phụ. Nói xong, liền một quyền đánh về phía đầu của mình. Nhưng một quyền này còn chưa kịp trúng đích, Tô Ngộ Không cả người liền bỗng nhiên bất động tại chỗ đó. Tô Ngộ Không vậy mà điên rồi, tinh thần của hắn đã triệt để hóng mất. Tiêu Tử lập tức luống cuống, bởi vì hắn cũng ý thức được Tô Ngộ Không đã xong, tinh thần của hắn đã triệt để tan vỡ. Tuy người còn sống, thế nhưng là đã cùng với cái xác không hồn chẳng có gì khác nhau. Nhìn Tô Ngộ Không đang bị mình giam cầm, Tiêu Tử trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên làm gì cho phải tại sao có thể như vậy nếu như tô ngộ không không phải là người mà hắn đang đợi vậy hắn chắc chắn là sẽ không thể thông qua được khảo nghiệm thứ nhất của Quy Gia, Gia. mà hắn nếu như đã thông qua được vậy nói rõ thật sự hắn chính là người đó mà nếu như vậy thì hắn không thể nào không đi qua được ải này mà bây giờ thực tế tình huống chính là tô ngộ không đã qua được ải khảo nghiệm ở đảo rùa thì cũng tại nơi đây rốt cuộc không chịu nổi tinh thần tan vỡ vậy trong chuyện này nhất định là đã xảy ra điều gì sai lầm. Càng nghĩ, Tiêu Tử càng cảm thấy rối loạn. Thật sự là hắn một mực vẫn ở vẫn lạc trì mộ, chưa bao giờ đi ra ngoài. Mà hắn biết tất cả tin tức bên ngoài, ngoại trừ những lạc ấn khắc sâu ở nhiệm vụ bên ngoài. Còn lại đều là biết được khi có ngoại nhân xông vào trong vẫn lạc trì mộ. Mà đối với Tô ngộ không lúc trước, hắn cũng không có bất kỳ thông tin nào, cho nên cũng căn bản không biết. Chẳng lẽ chính mình thật sự đã sai rồi sao? Tô Ngộ Không căn bản cũng không phải là người mà hắn chờ đợi. Hắn liền thật sự đúng theo như lời lúc trước đã nói là do đánh bậy đánh bạ không cẩn thận mà xông vào. Nếu như đúng thật như vậy thì lần này đúng là một chuyện lớn. Tam Linh Hoa chỉ có ba đóa, trong đó một đóa đã cùng Tô Ngộ Không dùng hợp. Nói cách khác, nếu như Tô Ngộ Không không phải là kẻ mà mình chờ đợi thì coi như hết thảy đều đã thất bại mà nguyên nhân thất bại tất cả đều là bởi vì hắn không cẩn thận kết quả này là tỷ hậu tử không cách nào thừa nhận từ khi hắn sinh ra đời về sau tất cả sứ mạng chính là vì để hoàn thành kế hoạch này nhưng bây giờ trăm vạn năm chờ đợi lại sắp tiêu tàn thành mây khói tỷ hậu tử làm sao có thể tiếp nhận thế nhưng cẩn thận tưởng tượng thì tỷ hậu tử đã cảm thấy điều này không thể có khả năng hắn có khả năng bởi vì đối với người ở ngoại giới kia đã nhận lầm thế nhưng đào rùa tuyệt đối không thể. Đào rùa đó khi còn sống vốn là một trong hai đại súng thần của người kia. Đi theo người kia đâu chỉ trăm triệu năm, làm sao có thể đến cả khí tức của chủ nhân mà cũng nhận lầm. Hay hoặc là nói, cái đào rùa kia là đang lừa gạt mình. Nó rõ ràng biết được đó là một sự giả dối, nhưng lại nói là thật sự. Sau đó người này còn có vận khí vô cùng tốt, thông qua được cửa ái thứ nhất. Nhưng điều đó tựa hồ cũng rất không có khả năng, đào rùa kia đã bị mình triệt để khống chế là không thể nào lừa gạt mình. Càng nghĩ càng đau đầu, vấn đề này đã vượt qua khỏi phạm vi dự đoán của tiểu hầu tử. Hiện tại điều cần nhất chính là ngẫm lại xem tiếp theo nên làm gì bây giờ. Hắn là tuyệt đối không cho phép kế hoạch này thất bại. Cho nên hiện tại hắn đang vắt óc suy nghĩ xem còn có thêm biện pháp gì khác hay không. Vòng quanh tôi ngộ không trọn vẹn hơn 10 vòng, thì hầu tử trong nội tâm đã có được mấy cách thức để giải quyết. Thứ nhất là nhìn xem có thể đem đóa tam linh hoa đã cùng dung hợp mà tách ra hay không. Dù sao thánh huyết quả đã cùng tam linh hoa đạt thành dung hợp, chỉ cần thuận lợi bóc tách ra tam linh hoa thì hết thảy vẫn liền còn có hy vọng. Dù sao, dựa theo thời gian mà đoán định thì người kia cũng rất nhanh sẽ vào đến đây. Nếu như tôi Ngộ Không không phải người mà mình đang chờ đợi thì cái chết của hắn đối với mình cũng chẳng hề có ý nghĩa gì. Thứ hai là đâm lao thì phải theo lao. Mặc kệ Tô Ngộ Không có phải là người kia hay không. Nếu như tên này đã thành công, dung hợp được đoá tam linh hoa thứ nhất. Vậy liền cũng nói rõ, hắn có thể chết cùng với người kia không sai biệt lắm. Mà chính mình đều cần phải làm là đem hết toàn lực để giúp cho Tô Ngộ Không khôi phục. Nếu như Tô Ngộ Không có thể thuận lợi khôi phục thì mọi vấn đề cũng liền giải quyết xong xuôi. Mà về phần phải lựa chọn như thế nào thì điều này sẽ còn cần phải xem tình huống cụ thể ở trước mắt. Tiêu hầu tử giam cầm Tô Ngộ Không là một loại gần giống với năng lực đình trí thời gian. Để cho Tô Ngộ Không ở trong một khoảng thời gian nhỏ, cơ hồ là ở vào trạng thái bất động. Như vậy, Tô Ngộ Không liền hoàn toàn không cách nào làm ra được một chút phản kháng gì điều này cũng là lúc trước tiểu hồ tư đã nói hắn có khả năng cưỡng chế tô ngộ không hoàn thành hết thảy mọi kế hoạch năng lực đình chỉ thời gian này quả nhiên là vô cùng cường đại hơn nữa cũng là diệu dụng vô cùng tiểu từ bản thân chính thức tù vị kỳ thật cùng với tô ngộ không cũng không sai biệt lắm cũng chỉ là cửu vân chí tôn thế nhưng hắn từ nhỏ đã chính là linh hồn thể bởi vậy thần trí của hắn so với tô ngộ không là cường đại hơn rất nhiều thần thức hóa thành vô số mũi châm nhỏ theo lỗ chân lông toàn bộ chui vào trong cơ thể rất nhanh sắc mặt của tiểu tử bắt đầu không ngừng mà biến hóa âm tình bất định trọn vẹn mất một lúc lâu tiểu tử mới chịu thu hồi toàn bộ tâm thần nhìn tô ngộ không trong lúc nhất thời lại có chút im lặng tình huống của tô ngộ không so với sự tưởng tượng của hắn còn muốn nghiêm trọng hơn chỉ là sự tình này đang ở một mức độ khác. Điều đó cũng chứng minh sự cường đại của Tôn Ngộ Không. Không chỉ là đã triệt để dùng hợp đóa tam linh hoa thứ nhất, ngay quả đóa thứ hai cũng đã dùng nhập tiến vào linh hồn. Nếu như là đóa thứ nhất, ta còn có khả năng đem bóc tách. Thế nhưng cả đóa thứ hai kia cũng đã dùng hợp. Ta cũng là thúc thủ vô sách. Xem ra, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Mặc kệ hắn có phải là người kia hay không, cũng chỉ có thể tiếp tục kế hoạch này. Nếu không, thì mọi thứ cũng coi như thất bại. Trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, thế nhưng tiểu hầu tử đã không có lựa chọn khác. Nhưng vẫn không có giải trừ giam cầm đối với Tôn Ngộ Không. Mà tiểu hầu tử bắt đầu suy nghĩ xem nên phải cứu hắn như thế nào. Trước mắt tình huống xem ra, có thể khẳng định là trong hẻm núi thứ hai kia hắn chắc chắn là đã trải qua sự kích thích cùng tra tấn linh hồn rất lớn hơn nữa chỉ sợ hắn lúc trước trong nội tâm đã có rất nhiều sơ hở và lần này toàn bộ bị kích phát ra ngoài quá nhiều kích thích khiến cho tinh thần của hắn triệt để tan vỡ hiện tại chỉ cần tiêu từ giải trừ khống chế thì tô ngộ không chắc chắn cũng sẽ lập tức động thủ tự vẫn loại tình huống này còn có một cách giải thích khác đó chính là tâm ma Tôn Ngộ Không tình huống hiện tại có thể xem như đã bị tầm mà khống chế. Chỉ có điều tình trạng của hắn càng nghiêm trọng hơn một ít. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Tôn Ngộ Không trải qua hết thảy, thực sự là hắn đã nhận lấy rất nhiều thống khổ, mà hắn luôn đem những điều này để áp chế ở trong lòng. Nếu như đứng ở góc độ của hắn, trải qua những chuyện đó, chỉ sợ không ai có thể làm được tốt hơn. Cho nên khi Tôn Ngộ Không thật sự rốt cuộc không chịu nổi mà tàn vỡ về sau, nên muốn để cho hắn có thể khôi phục thật đúng là khó khăn. Mà điểm trọng yếu nhất, hiện tại Tô Ngộ Không tất cả ý tưởng cũng chỉ có một, đó chính là chết. Chỉ cần hắn đã chết, thì hết thảy mọi thứ đều sẽ không còn tồn tại. Sẽ không có thống khổ, sẽ không bị thương, sẽ không bị phản bội, cũng sẽ không bị trở thành quân cờ để mặc cho người ta khống chế. Hắn Tô Ngộ Không một mực theo đuổi tự do, mà hiện tại nếu muốn được như vậy, có lẽ cũng chỉ có thể dùng đến cái chết mà thôi. Đối với một số ít người, lựa chọn còn sống so với cái chết, kỳ thực là càng thêm khó khăn tàn nhẫn. Mà Tô Ngộ Không rất hiển nhiên, chính là đang ở trong loại tình trạng như vậy. Trong lòng của hắn, chết là một sự giải thoát. Giải thoát về sau, hắn có thể đạt được sự tự do thật sự. Nhưng rất hiển nhiên, đây là một loại ý tưởng sai lầm. Mà điều tiểu hậu tử cần làm chính là phải để cho linh hồn đang tàn vỡ của hắn biết rõ ý tưởng đó là sai lầm. Bằng không thì chỉ cần giải trừ giam cầm, Tô Ngộ Không sẽ lập tức tự vẫn. Nhưng điều này quả thật, cũng không hề dễ dàng mà thực hiện được như vậy.